chào các bạn, tụi mình là nhóm LSTS đến từ trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đinh Thiện Lý. Mình là Minh Khuê, còn đây là bạn Hồng Châu, bạn Xuân Nghi, bạn Quỳnh Như và bạn Yến Nhi. Lấy cảm hứng từ nhân vật huyền thoại Iron Man, chiếc máy rửa tay của nhóm LSTS trường Đinh Thiện Lý đã sử dụng đầu của Iron Man làm bộ phận vỏ ngoài. Mô tả cấu tạo. Chiếc máy được cấu tạo bởi cảm biến siêu âm và cảm biến hồng ngoại, mạch Arduino Uno, máy bơm mini, van nước, relay, LCD keypad shield, mạch ghi phát âm thanh ESD 1820. Mô tả hoạt động. Khi có người đến gần, máy sẽ mở nắp và phát ra âm thanh. Xin mở rửa tay. Khi có người cho tay vào mắt cảm biến ở khoảng cách từ 1 đến 3 cm, mắt cảm biến sẽ truyền tín hiệu với máy bơm. Máy bơm sẽ bơm ra một lượng nước rửa tay vừa đủ để sử dụng. Đồng thời, màn hình LCD sẽ hiện bộ đếm số lượng sử dụng. Sau khi bơm, van nước sẽ đóng lại không cho lượng nước rửa chảy ra. Nếu trong khoảng 1 phút không có người đến gần, sẽ đóng nắp lại. Việc tạo ra chiếc máy giúp người sử dụng không phải trực tiếp sử dụng lực bàn tay để tác động bơm dung dịch nước rửa tay sát khuẩn, từ đó hạn chế được nguy cơ lây lan virus từ chai, bình nước rửa do người rửa tay tác động vào. Lượng dung dịch rửa tay được bơm ra đã được lập trình sẵn cho một lần bơm, do vậy sẽ tiết kiệm được dung dịch, không lãng phí khi sử dụng tay tác động trực tiếp. Vậy thì về cái máy này á, nó rất là tiện lợi và công dụng. Thứ nhất á, khi bạn cầm lên á thì cái mấy cái bình chai rửa tay nữa cầm lên thì vẫn còn virus ngay cái nắp chai thì nó sẽ không sạch. Còn đối với cái máy này thì khi bạn để xuống thì nó sẽ tự động xịt cho bạn, nó sẽ an toàn hơn và nhanh hơn và tiện lợi hơn nữa. Thì cái máy này á, nó làm giảm giúp tụi mình giảm thiểu những cái đụng chạm không cần thiết khi mà tụi mình sử dụng những cái dung dịch vệ sinh tay á, thì nó cũng làm cho tụi mình nhanh hơn nữa, tại vì bình thường tụi mình phải xếp hàng xong đợi các bạn ấn thì rất là lâu, nhưng mà cái này các bạn chỉ cần để tay ra cho nó xịt xong mình đi luôn là được. Thì vẻ ngoài của nó rất là ấn tượng với tụi mình, nó rất là thú vị nữa, khi mà cho một cái nhân vật hoạt hình nó rất là gần gũi với tụi mình nữa, nên là tụi mình cảm giác là rất là cảm giác chỉ nó chỉ là muốn chạy đến và thử thấy rất là thú vị, mình chỉ muốn tìm hiểu nó và xem nó là cái gì thôi.